Quý vị và các bạn đang đến với điểm tin của truyền hình Đời Sống Pháp Luật. Ngày hôm nay có những tin tức gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng 14 tháng 8, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông và Công an thành phố Tam Điệp triệu tập bà NTT, sinh năm 1965, trú phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp để điều tra, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội. Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng 8, bà NTT sử dụng điện thoại cá nhân truy cập vào tài khoản Facebook Quang Minh và đăng tải chia sẻ bài viết lên mạng xã hội với nội dung nhờ niệm 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Công để chữa COVID-19. Trong nội dung đăng tải trên mạng xã hội, bà T khẳng định trong vòng 10 ngày niệm chân ngôn sẽ chuyển từ dương tính sang âm tính và không còn triệu chứng. Không một viên thuốc, không một phương cách nào khác. Cơ quan chức năng xác định nội dung bài viết do bà NTT đăng tải là hoàn toàn bịa đặt, không có cơ sở khoa học, gây hoang mang trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Căn cứ vào điểm D khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với bà T, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Theo Bộ Y tế, tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu có những dấu hiệu tích cực và sẽ có xu hướng giảm trong một vài tuần tới nếu tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt như hiện nay. Chiều 13 tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia chống dịch COVID-19 sau một thời gian thực hiện chỉ thị 16 về giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Bộ Y tế cho biết tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu có những dấu hiệu tích cực và sẽ có xu hướng giảm trong một vài tuần tới nếu tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt như hiện nay. Các địa phương lân cận thành phố Hồ Chí Minh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An có nguy cơ bùng phát rất cao, nếu không quyết liệt triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ thì tình hình dịch sẽ thực sự diễn biến phức tạp. Trên khắp thế giới, hàng triệu liều vaccine COVID-19 đang sắp hết hạn sử dụng, trong khi đó nhiều nước vẫn đang khan hiếm nguồn cung. Tại Hàn Quốc, do các quy định về tiêm chủng vaccine COVID-19 gắn liền với độ tuổi của người dân, vì thế có những nhóm tuổi không sử dụng được một số loại vaccine, khiến cho vaccine bị dư thừa. Trong những ngày gần đây, các bệnh viện tại nước này bắt đầu phải loại bỏ các liều vaccine dư thừa sắp hết hạn sử dụng. Trên toàn nước Mỹ, tổng số liều vaccine hết hạn hoặc sắp hết hạn lên đến hàng triệu. Nguyên nhân là vì, trong khi chính phủ mua nhiều vaccine với mong muốn miễn dịch cộng đồng, vẫn còn nhiều người dân không đi tiêm chủng. Dữ liệu do Liên minh vaccine toàn cầu tổng hợp cho thấy, tình trạng lãng phí vaccine COVID-19 có thể lên đến mức 10% hoặc cao hơn. Vì thế, hy vọng các thỏa thuận song phương hoạt động phân phối của cơ chế COVAX được kỳ vọng sẽ giúp chuyển các liều vaccine đến nơi đang cần trước khi quá hạn.